Thời điểm này, các diện tích nhãn được cấp mã vùng để xuất khẩu đang được các thành viên trong Hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên chăm sóc kỹ lưỡng để chờ ngày xuất khẩu vào cuối tuần tháng 7. Xác định Mỹ và Nhật Bản, đây là bản hàng rất quan trọng, nên ông Dương Ngọc Vân cũng như các thành viên trong Hợp tác xã Nhãn Lồng tham gia vùng nhãn xuất khẩu đều tích cực thực hiện các quy trình sản xuất theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Trong đó, quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ dịch hại trên cây nhãn, được theo dõi và phòng trừ kịp thời, đúng kỹ thuật, đảm bảo để quả nhãn phát triển tốt, chất lượng cao, sai quả, đồng đều. Năm nay, với diện tích một mẫu Việt Gáp, gia đình ông ước thu khoảng 5 tấn quả. Tôi là một hộ dân sản xuất nhãn xuất khẩu ấy, thì làm thực hiện theo đúng cái quy trình của nhãn Việt Gáp. Nhãn Việt Gáp sản xuất kỳ công hơn nhãn sản xuất thông thường. Chúng ta không sử dụng cái phân hóa học và cũng không sử dụng các cái thuốc hóa học, mà chủ yếu là chúng ta phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc sinh học thôi. Từ khi chăm bón cho đến khi thu hoạch là chúng ta phải có sổ nhật ký, chúng ta ghi và theo dõi. Hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Quảng Châu có trên 60 thành viên với diện tích 33 hectare nhãn Việt Gáp, tập trung thôn 4 và thôn 5, thôn 6. Giống nhãn chủ yếu được trồng là nhãn Hương Chi. Năm nay, Hợp tác xã có 2 vùng nhãn xuất khẩu đi Mỹ và Nhật Bản với tổng sản lượng xuất khẩu là trên 100 tấn. Để siết chặt hơn nữa quy trình sản xuất nhãn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, Hợp tác xã đang tích cực bám sát các nhà vườn để hướng dẫn khuyến cáo người dân trồng nhãn các biện pháp kỹ thuật quy định để đạt được mục tiêu đề ra, chinh phục được thị trường quốc tế. Chúng tôi đã được cấp cái mã số vùng trồng xuất sang Nhật Bản, là một cái khách hàng rất là khó tính. Chúng tôi sẽ đôn đốc các cái thành viên trong hợp tác xã là tuân thủ theo những cái quy trình sản xuất, từ cái khâu chăm bón, là phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, làm sao mà mẫu mã là phải đẹp và chất lượng sản phẩm là phải ngon, và đồng thời là phải đảm bảo các cái quy định như là cái tàn dư thuốc bảo vệ thực vật trong cái sản phẩm của mình. Đưa hàng nông sản của mình vào được thị trường Nhật Bản ấy, ngoài theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam ra còn phải theo cái tiêu chuẩn của thị trường nước bạn, còn yêu cầu cả về vấn đề về chiếu xạ, về côn trùng. Ví dụ như quả nhãn của mình thì cái vấn đề côn trùng là họ cũng sẽ phải xử lý, không được các cái vấn đề về lấm bệnh ở trên cái quả nhãn đó thì mới đạt tiêu chuẩn để đưa vào cái thị trường Nhật Bản. Hương vị nhãn Lồng truyền thống của mảnh đất Phố Hiến giờ đây vừa được các nhà vườn của thành phố Hưng Yên lưu giữ, vừa được phát triển phù hợp với xu thế của thị trường, trở thành đặc sản giá trị và đáng tự hào, mang ngọt thơm của đồng đất quê hương Hưng Yên đến với người tiêu dùng cả nước và bạn bè quốc tế.